Nhiều mẹ Việt có thói quen sử dụng hàng nội địa Nhật Bản. Mặc dù giá cao hơn so với mặt bằng chung nhưng được cái yên tâm về chất lượng. Trong đó, kẹo biếng ăn của Nhật là sản phẩm khá phổ biến được dùng cho trẻ em với mục đích giúp trẻ ăn ngon hơn và tăng cân tốt. Video hôm nay sẽ giới thiệu cho mẹ top 3 loại kẹo kích thích ăn ngon của Nhật được ưa chuộng nhất hiện nay. Trẻ biếng ăn là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Cứ ba bà mẹ thì có một người lo lắng về tình trạng con biếng ăn. Phải làm sao khi trẻ ăn được một ít đã gắt gỏng quấy khóc. Lần nào đến giờ ăn cũng huy động hết nhân lực trong nhà. Bà bế, ông nhảy múa, tivi phát nhạc, điện thoại mở hoạt hình. Tất cả chỉ để cho thiên thần nhỏ của chúng ta ăn được hết bát cơm. Các mẹ cũng đều biết như vậy là không nên nhưng chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả hơn, trẻ biếng ăn thực sự rất phổ biến và do nhiều nguyên nhân. Trẻ thiếu chất dẫn tới ăn không ngon, chuyển hóa kém thì gọi là biếng ăn do thiếu dinh dưỡng. Trẻ tự nhiên lười ăn hơn khi trải qua các mốc phát triển như biết bò, biết đi, mọc răng, mới đi mẫu giáo thì được xếp vào biếng ăn sinh lý. Còn trong trường hợp trẻ bị ốm, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu mà trở nên lười ăn thì đó là biếng ăn bệnh lý, tùy vào nguyên nhân gây biếng ăn mà cách xử lý sẽ khác nhau. Sản phẩm kẹo biếng ăn của Nhật chủ yếu tập trung vào giải pháp dinh dưỡng. Trẻ thiếu chất biếng ăn sẽ cần bổ sung thêm dưỡng chất để tăng cảm giác ngon miệng và chuyển hóa thức ăn tốt hơn. Top 3 kẹo biếng ăn của Nhật phổ biến nhất hiện nay. Kẹo biếng ăn của Nhật đang được nhiều mẹ tin dùng cho trẻ. Vậy có gì trong các sản phẩm này và chúng giúp trẻ hết biếng ăn như thế nào? 1. Kẹo biếng ăn Mama Ramun. Mama Ramun thường được gọi với cái tên kẹo biếng ăn Mama có lẽ các mẹ đã được nghe đến khá nhiều trên các mạng xã hội hay trang bán hàng online. Đây là sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Lát Út Đần từ Nhật Bản. Mama Ramun được đóng gói dưới dạng hộp, bên trong gồm 200 viên kẹo, về thành phần, kẹo biếng ăn Mama có chứa các vitamin A, E, C giúp hỗ trợ các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cải thiện chứng biếng ăn ở trẻ và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, Mama Ramun cũng bổ sung canxi để trẻ có hệ xương chắc khỏe, phát triển chiều cao tốt. ưu điểm của kẹo biếng ăn Mama là có vị dâu và màu sắc bắt mắt nên được nhiều trẻ ưa thích. Trẻ có thể ngậm, nhai mà không lo kẹo dính vào răng và ảnh hưởng đến hấp thu dưỡng chất. Trẻ biếng ăn thường cũng không chịu hợp tác khi đó viên kẹo sẽ khiến trẻ thích thú hơn. Một điểm cộng nữa của Mama Ramun là không có chứa chất bảo quản nên khá an toàn cho trẻ, tuy nhiên, vì nhìn khá giống kẹo và dễ dùng nên trẻ có thể tự ý lấy ra ăn khi mẹ không để ý, điều này có thể dẫn tới quá liều và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đối tượng sử dụng, trẻ từ 1 tuổi trở lên, cách dùng, với trẻ từ 1 đến 14 tuổi, dùng một lần một ngày. Mỗi lần một viên, với trẻ lớn hơn, từ 15 tuổi trở lên, cũng dùng một lần một ngày, nhưng mỗi lần hai viên, giá thành, kẹo biếng ăn Mama Ramun có giá dao động trong khoảng 500.000 đồng, mua kẹo biếng ăn Mama Ramun ở đâu? Mẹ có thể tìm mua sản phẩm ở các trang web bán hàng nội địa nhật uy tín hoặc trên các trang thương mại điện tử như Shopee. 2. Kẹo biếng ăn Papageri Papazeri cũng là dòng kẹo biếng ăn nổi tiếng của nhà sản xuất Okiseyaku từ Nhật Bản. Các sản phẩm trên thị trường bao gồm Papazeri 5 hộp 160 viên, Papazeri Hello Kitty hộp 30 viên, Papazeri AD hộp 160 viên, và Papazeri AD Plus hộp 120 viên. Cải tiến từ Papazeri AD, về thành phần Papazeri 5 và Papazeri Hello Kitty tương tự nhau, gồm có 5 loại vitamin là A, C, D2, B6, E và khoáng chất canxi pantothenate. Papazeri AD và AD Plus gồm có vitamin A, vitamin D3 và vitamin C. Tác dụng của Papazeri nói chung là bổ sung vitamin giúp trẻ chuyển hóa tốt, tăng sức đề kháng và cải thiện tình trạng biếng ăn. Ngoài ra, dòng sản phẩm papajeri còn có thêm vitamin D và canxi giúp trẻ có hệ xương chắc khỏe và phát triển chiều cao tốt. Kẹo có dạng tròn, dẻo dai với các hương vị đa dạng như dâu, cam nên các bé đều khá yêu thích. Tuy nhiên cũng tương tự như kẹo Mama Ramun, các mẹ cũng cần chú ý không để con tự ý ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng quá liều, đối tượng sử dụng, trẻ từ một tuổi trở lên. Cách dùng, với papajeri 5 hoặc Hello Kitty, trẻ từ 1 đến 14 tuổi mỗi ngày dùng một viên sau bữa ăn. Trẻ lớn từ 15 tuổi trở lên mỗi ngày dùng 2 viên sau bữa ăn, với Papazeri AD, trẻ từ 1 đến 14 tuổi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 viên, trẻ lớn từ 15 tuổi trở lên ngày dùng 2 lần, mỗi lần 2 viên, mua kẹo biếng ăn Papazeri ở đâu? Mẹ có thể tìm mua sản phẩm ở các trang web bán hàng nội địa nhật uy tín hoặc trên các trang thương mại điện tử như Shopee. 3. Kẹo biếng ăn Kanugumi Kẹo biếng ăn Kanugumi là sản phẩm có nguồn gốc từ gan cá của hãng Meiji Nhật Bản. Một hộp kẹo chứa 150 viên, thành phần của kẹo Kanyugumi gồm các vitamin D, A, B2, B6, C, Omega 3 và men vi sinh, probiotic, các chất trên giúp trẻ có sức đề kháng tốt, hệ tiêu hóa khỏe, hỗ trợ các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt, Omega 3 cần thiết cho sự phát triển trí não của trẻ, kẹo có vị cam, dẻo dai, và không quá ngọt nên dùng cho trẻ sẽ khá phù hợp, đối tượng sử dụng, trẻ từ 1 tuổi trở lên, cách dùng, với trẻ từ 1 đến 3 tuổi nhai một viên một ngày. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi 2 viên một ngày, trẻ trên 6 tuổi nhai 3 viên một ngày, mua kẹo biếng ăn Kanigumi ở đâu? Mẹ có thể tìm mua sản phẩm ở các trang web bán hàng nội địa nhật uy tín hoặc trên các trang thương mại điện tử như Shopee, như vậy mẹ có thể thấy các sản phẩm kẹo biếng ăn của nhật đều tương đối dễ dùng và phù hợp với trẻ trẻ biếng ăn thường không chịu hợp tác nên việc lựa chọn được sản phẩm trẻ ưa thích là rất quan trọng tuy nhiên vấn đề các mẹ cần chú ý là trẻ sẽ tưởng đây là kẹo thật nên ăn quá nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất điều này dẫn tới tình trạng quá liều một điều nữa là trẻ cũng có thể bị hóc nên cần trông chừng trẻ cẩn thận và với trẻ dưới một tuổi tuyệt đối không dùng trong trường hợp trẻ biếng ăn do tiêu hóa kém chậm hấp thu dẫn tới thiếu dưỡng chất thì mẹ nên bổ sung thêm cả men tiêu hóa để giúp trẻ khắc phục vấn đề này Mẹ có thể tham khảo Amano Enzyme Go giúp trẻ hết biếng ăn nhờ công nghệ men tiêu hóa hàng đầu Nhật Bản. Amano Enzyme Go là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP. Thành phần chính của sản phẩm được nhập khẩu từ thương hiệu men tiêu hóa Amano Enzyme hàng đầu Nhật Bản. Đây là công ty có tuổi đời hơn 120 năm, nổi tiếng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống nghiên cứu sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe ISO Class 8, CGMP, ISO 17025, 2005, để tạo ra sản phẩm an toàn, đạt chất lượng cao. Amano Enzyme Go hoạt động như thế nào? Thức ăn dưới tác động của các men tiêu hóa, enzyme, như amylase, motate, protease, lipase, lactase phân chia thành dạng kích thước nhỏ dễ hấp thu. Nhờ đó, cơ thể trẻ nhận được nguồn năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, bình thường các enzyme tiêu hóa này được tiết ra từ các tuyến tiêu hóa trong cơ thể như tuyến nước bọt, dạ dày, tuyến tụy. Nhưng vì một lý do nào đó, như khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa hay trẻ mới ốm dậy, các enzyme tiêu hóa được bài tiết không đầy đủ. Lúc này bổ sung men tiêu hóa sẽ giúp trẻ tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn để nhanh hồi phục. Khi tình trạng tiêu hóa được cải thiện, một số vấn đề như biếng ăn, chậm tăng cân do kém hấp thu cũng được giải quyết. Thêm vào đó, các thành phần vitamin nhóm B, kẽm, lysin có trong sản phẩm sẽ kích thích cảm giác thèm ăn và giúp bé ăn ngon miệng mỗi ngày. Trẻ ngon miệng sẽ ăn tốt hơn, sức ăn tăng lên, ngoài ra Amano enzyme Go còn có chứa Immunocanmix, các axit amin, DHA. Vitamin D, Acid Folic, Selen và lợi khuẩn ruột dạng bào tử giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phát triển toàn diện về cả thể chất và trí tuệ. Amano -enzyme -go được sản xuất dưới dạng gói bột cốm 5 gram, có vị ngọt, mùi thơm của dưa lưới nên rất phù hợp với trẻ. Mẹ có thể pha với nước hoặc trộn vào đồ ăn cho trẻ ăn trực tiếp. Trẻ từ 6 tháng tuổi là có thể sử dụng, sản phẩm hiện đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc và được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích